bán rất đẹp ở khu đô thị Mỹ Gia, Nha Trang. À, vị trí nằm ở hai con đường giao nhau, đối diện với khu công viên. Và hướng ở đây là hướng hướng Đông Bắc nha. Và đó là đại lộ Võ Nguyên Giáp, cách Võ Nguyên Giáp 2 tuyến đường. Phía bên kia đó chính là bệnh viện Mỹ Gia. Ở đường đây là đường ô tô đậu đỗ thoải mái luôn, vỉa hè rất là rộng. Và lô đất mà em muốn giới thiệu cho các anh chị là lô đất nằm ở đây, ngang 5 dài 20. Kế bên cái nhà này nha, ngang 5 dài 20 rất là đẹp. Phía trước thì dính nửa tủ thôi, không có quá nhiều. Phía sân sau đây là có sân bóng, rất là đẹp, khu dân cư yên tĩnh. À, xung quanh thì nhà xây rất là nhiều và đa số ở đây là nhà liền kề và những cái ngôi biệt thự được xây dựng rất là chắc chắn nha các anh chị. Đó, xung quanh nhà này đó, nhiều ngôi nhà rất là đẹp. Nói thật với các anh chị, nếu mà em có tiền em cũng mua đất ở đây để ở, thì dân cư, khu dân cư ở đây rất là an ninh, có bảo vệ chốt ở các đầu đường hết, và buổi tối thì có người canh sát kiểm soát rất là nghiêm ngặt. Thì đối diện nhà của chúng ta thì sẽ có những hai ngôi nhà như thế này này, rất là đẹp. Thì bây giờ em sẽ quay xung quanh cho anh chị mình xem nha. Dạ thôi, đường nè, đường xá rất là rộng luôn và rất là yên tĩnh, không có ồn ào, rất là ít xe cộ. Ở đây là khu vực núi Chính Khúc nè, tí nữa em sẽ đi quay một vòng cho các anh chị mình xem vị trí đất này sát bên ngôi nhà này luôn, xây rất là kiên cố. Thì chúng ta xây cũng theo thiết kế của chủ đầu tư. Đó, đẹp ha các anh chị, vỉa hè rất là rộng luôn nè, rất là yên bình. Buổi tối thì điện đường đầy đủ hết. Phía sau vị trí của lô đất này là có khu sân banh nha. Buổi tối ở đây thì chạy bộ là siêu sướng luôn, ít xe khói bụi. Đó, vị trí lô đó nằm ở đây nè anh chị nè. Đó. Dạ anh chị nha, đây là cổng vào của khu đô thị Mỹ Gia gói 2 nè. Đây là đường số 10. Đường trước đường số 10 thì có chốt cổng bảo vệ, rất là an ninh luôn. Đi ra đi vào thì bảo vệ ở đây rất là tốt. À, thì khu vực này có các tiện ích là bệnh viện đa khoa Vaccine Nha Trang này. Đó, trong kia thì có sân bóng. Đường đây là đường số 20, rất là rộng ha. Đó, còn cái đường này á, thì sẽ dẫn ra đại lộ Võ Nguyên Giáp, rộng 100 m. Bên kia là Mỹ Gia gói 7. Mỹ Gia gói 2 thì pháp lý rất là chuẩn chỉnh và hạ tầng rất là đẹp. Rồi, cảm ơn các anh chị mình nha.